Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Xuân Hồng Và video clip ngày hôm nay thì Hồng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải ứng dụng Vicky Ngân hàng số của HDBank để chúng ta tiến hành đăng ký và sử dụng Đầu tiên các bạn sẽ vào phần App Store hoặc là CH Play để tìm kiếm ứng dụng Vicky Ngân hàng số Sau đó các bạn chọn tải xuống và sau đó chúng ta tiến hành mở Các bạn sẽ nhìn thấy giao diện của Vicky ở trên màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện của vicky với rất là nhiều tính năng và chúng ta sẽ tiến hành đăng ký hoặc đăng nhập nếu như các bạn đã có tài khoản thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập còn trong video clip này thì hồng sẽ hướng dẫn cho các bạn tiến hành đăng ký và xác minh tài khoản đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành chọn vào nút đăng ký hoặc đăng nhập và chúng ta tiến hành nhập số điện thoại sau khi nhập số điện thoại thì các bạn sẽ chọn tôi đồng ý với chính sách và ấn tiếp tục. Sau đó sẽ nhập một cái mã xác minh 6 chữ số. Và bước tiếp theo các bạn sẽ tiến hành chụp mặt trước của căn cước công dân gắn chip và mặt sau của căn cước công dân gắn chip để chúng ta tiến hành xác minh tài khoản đăng ký. Thì trên màn hình thì các bạn sẽ tiến hành chụp mặt trước của căn cước công dân gắn chip và lưu ý thì khi mà chúng ta chụp thì chúng ta chụp rõ hình ảnh, không bị nhòe, không bị chói sáng, đủ ánh sáng. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành chụp mặt sau của căn cước công dân gắn chip. Sau khi tiến hành chụp thành công thì sẽ tới bước là chúng ta đang được lưu thông tin. Tại bước này thì các bạn sẽ kiểm tra tất cả những thông tin của cá nhân xem đã chính xác chưa. Nếu đã chính xác thì các bạn tiến hành quét QR của căn cước công dân và sau đó chúng ta sẽ tới bước đó là chụp ảnh của bản thân mình. Thì khi chụp thì chúng ta sẽ không đeo kính, không đội mũ và chụp ở nơi có đủ ánh sáng. Các bạn sẽ giữ nguyên tư thế chụp ảnh và nhìn thấy cái vòng tròn nó hiển thị màu xanh là hình của chúng ta sẽ rõ nét và chúng ta sẽ chờ trong giây lát thì hình sẽ được kiểm tra. Sau khi hoàn tất thì các bạn sẽ tạo được mật khẩu. Các bạn lưu ý là mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự có ít nhất một ký tự viết hoa, một ký tự viết thường, và ít nhất một chữ số. Sau khi mà các bạn đã xác nhận lại một lần nữa thì chúng ta sẽ tới bước đó là tạo mã pin để đăng nhập. Mã pin thì gồm có 6 chữ số. Thì các bạn sẽ tiến hành tạo cái mã pin mà các bạn có thể nhớ và sau đó chúng ta sẽ tới bước đó là xác nhận lại mã pin một lần nữa. Sau đó các bạn ấn tôi đồng ý và chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát để tài khoản của chúng ta được xác nhận và khi mà tạo tài khoản thành công thì sẽ có một cái phần gọi là thông báo là các bạn đã tạo tài khoản thành công tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành đó là xác thực khuôn mặt và căn cứ công dân gắn chip chúng ta sẽ tiến hành đó là quét cái con chip msc nếu như mà các bạn chưa biết làm cái phần này thì hồng trước đó đã có một cái video clip hướng dẫn là chúng ta quét msc các giúp dân như thế nào rồi các bạn có thể theo dõi các bạn sẽ đưa cái phần con chip vào phần mfc của thiết bị làm sao đó để chúng ta quét hoàn chỉnh thành công sau khi mà quét thành công thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần gọi là thông báo quét thành công sẽ được hiển thị ở trên màn hình sau khi mà xác thực thành công thì các bạn cũng đã sẽ nhận được cái thông báo đó là xác thông tin căn cứ công dân thành công. Và như vậy thì các bạn có thể bắt đầu tiến hành sử dụng những cái tính năng ở trong cái phần mobile banking của Vicky. Hy vọng những cái phần hướng dẫn của Hồng sẽ giúp cho các bạn sử dụng mobile banking Vicky một cách dễ dàng. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip lần sau.